Các con nghĩ sao? Nếu ai có 100 con chiên lạc mà con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ 99 con trên núi để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được thì quả thật thầy bảo các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó hơn 99 con chiên không thất lạc. Cũng vậy, cha các con trên trời không muốn để một trong những kẻ bé nhỏ này phải hư đi. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, có một cậu bé đi học bị lắng tai, và một thời gian thì thầy thấy không dạy được, mới kêu mẹ lên và trả cậu bé đó về nhà. Không dạy được, bà mẹ trả lời: vâng, cảm ơn thầy, tôi sẽ dạy nó. Và cậu bé đó là ai? Đó là nhà bác học Thomas Edison, người đã sáng chế ra nhiều cái bóng điện cho nhân loại hưởng dụng. Câu chuyện đó cũng hợp với dụ ngôn mà Chúa vừa kể ngày hôm nay. Tình thương sẽ biến đổi và làm cho chúng ta trở nên những hoa sáng tốt đẹp nhất cho tình thương. Và như bạn bè kiên trì thì Chúa còn kiên trì gấp bội lần. Và đã là tình yêu thực sự, yêu không phải là vì mình mà vì người mình yêu, thì sẽ là kiên trì. Như là người cha người mẹ thấy con bị đau thì đưa hết đến thầy này đến thầy kia, bằng đủ mọi cách, nghe đâu có thuốc hay là đưa đến, không hề chán nản, không hề thất vọng. Tôi có nghe nói một ông người cha là có đứa con bị lạc mất. Mọi người đều tin rằng là đứa con đó đã chết đuối, đã được xác lên, đã đem đi chôn rồi. Nhưng người cha này thì không tin, và ngày nào cũng đi tìm người con của mình. Kiên trì, đó là dấu hiệu của tình yêu đích thực. Chúa kiên trì với ta, bất kể ta có bỏ Chúa đến đâu, Chúa cũng đi tìm và tìm liên lỉ cho đến chừng nào tìm được mà thôi. Phần chúng ta cũng phải kiên trì. Dĩ nhiên ở đây là cũng tìm Chúa, nhưng mà cái tìm Chúa của chúng ta thì nó khác với cái Chúa tìm chúng ta. Ở chỗ rằng ta tìm được Chúa, đã sống tốt đẹp với Chúa rồi, nhưng mà rồi nay mai ta lại bỏ Chúa mà đi. Và cái sự yếu đuối của con người ai cũng cảm nghiệm thấy. Tìm gặp Chúa nhưng mà chỉ gặp có tính tạm thời. Vậy thì cái kiên trì của chúng ta ở chỗ nào? Đó là mỗi một khi ta sai lỗi, ta lại xin Chúa tha thứ và lại quay trở lại với Chúa. Chúa tìm ta không biết nghỉ. Ta cũng vậy, cả cuộc đời ta có thể nói tìm mà gặp được Chúa, mà trung trinh, mà kiên trì để rồi không bỏ Chúa ra đi nữa, thì đó là một ông thánh, một bà thánh mất rồi. Còn chúng ta là những con người có nhiều yếu đuối. Hôm nay thánh thiện, nay tốt lành suốt sáng đó, nhưng mà rồi ngày mai có khi lại phạm những tội nặng, bỏ Chúa mà đi. Dù vậy thì Chúa vẫn vui mừng khi mà chúng ta tìm đến với Chúa qua một lời sám hối, qua một việc đến tòa cáo giải. Chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa đã yêu thương ta với một tình yêu tìm cho đến khi nào tìm được thì mới thôi. Chúng ta cũng vậy, nhiều lần yếu đuối, nhiều lần xa ngã, thì cái sự kiên trì trong tình yêu của chúng ta đó là
kiên trì sám hối hôm nay, ngày mai và có khi cả một đời sám hối, thì đó là lời cảm ơn đẹp nhất, làm vui lòng Chúa. Amen.